Xin chào tất cả anh em yêu Rocket cổ trên toàn quốc. Trước mắt anh em là chiếc sáp QD90 còn rất là mới. Đấy. Trước này mới hơn trước hôm trước em đưa lên. Đấy. Anh em có thể quan sát nước sơn zin còn rất là mới luôn. Đấy. Anh em quan sát rất mới luôn. Đấy. Tổng thể thì đẹp tuyệt vời luôn. Phím nút sáng bóng. Đấy, anh em quan sát này, đấy, sáng bóng luôn này. Đấy. Mới cực kỳ luôn. Viền loa này là bóng mọng. Gần như là không có một vết xước nào. Đấy, anh em quan sát. Đây. Duy nhất chiếc đài này thì nó chỉ có một vết xước nhỏ nhỏ bằng khoảng bằng hạt gạo đây. Đấy. Đấy. Em quan sát này, mà đây nữa. Đấy. Đấy, còn lại là đẹp xuất sắc anh em nhé. Đấy, em quan sát này. Nước sơn zin này. Gần như là không vết xước. Anh em quan sát. Rất đẹp luôn. Viền loa bóng mọng. Như không có vết gì luôn. Rất đẹp. Đặc biệt dàn phím thì tuyệt vời luôn anh em nhé. Em nhìn kỹ. Đấy, không có vết gì luôn. Sáng bóng mọng luôn. Chiếc đài này duy nhất là chỉ có hai vết đây. Chỗ này sức một tí này. Bằng khoảng 1/4 hạt gạo. Tí tí anh em quan sát xa thì nhìn không thấy luôn. Em đưa kính máy quay sát gần để anh em nhìn thấy nhé. Đấy, và ở chỗ này đây. Đấy, xa không nhìn thấy đâu. Đấy. Đấy, quay xa này em không nhìn thấy. Đưa kính sát vào để em nhìn thấy. Anh em quan sát này, hồi loa này. Đấy. Sơn zin đẹp đằng sau này. Đấy. Chữ vẫn còn nguyên này. Đấy. Anh em sơn zin máy nhá. Không phải chiếc hôm trước rồi anh em nhá. Cái khác thôi. Đấy. Anh em quan sát này. Anh em nhìn cái tay sách này. Đấy. Đấy chưa? Hai bên sáng bóng luôn. Anh em nhìn kỹ này. Đấy. Rất đẹp luôn đây. Quay xa để anh em nhìn nhá. Quay ngoài trời nên thời tiết nó mù, nó không được sáng lắm nên nhìn nó hơi tối. Rất đẹp luôn, không có vết gì luôn. Đấy. Mặt không vết rước, kể cả trên nóc này luôn. Đấy, tí 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 này nhé. Em quan sát kỹ, rất đẹp luôn. Đấy, tí tí thì chỗ này, tí tí này nhưng mà không ảnh hưởng. Đấy. Đấy, điểm trừ của chiếc QD90 chỉ có hai chỗ bị xíu này thôi. Đấy, bị trong quá trình sử dụng. Đài zin nguyên bản anh em nhé, đã được bảo dưỡng, thay dây cu loa bánh tỉ, nói chung là hoạt động hoàn hảo. Đấy, rất là đẹp. Anh em nhìn này. Đấy. Nhìn xa này rất ok luôn. Đấy, em đưa từ từ nha, để anh em quan sát nhé. Đấy. Quá đẹp luôn. Anh em quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp với em qua hai số điện thoại 0979206555 và 0914274555. Bên em giao hàng toàn quốc, và địa chỉ đây. Đồng Cỏ Bình Sa đi tuần qua. Anh em thấy đẹp chưa? Nếu anh em thấy đẹp thì cho em một like và bấm nút đăng ký kênh ủng hộ bên em nhé. Đài rất đẹp. Lần anh em quan sát lại. Đấy. Đấy. Đẹp chưa?
quá đẹp luôn. Một lần nữa cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video.